Trinh Hữu Minh Châu hôm nay xin trân trọng gửi tới quý vị và các bạn quán chống đầu đường kính 1m76 và cái đường nét thì rất là tuyệt vời. Thì chúng tôi làm về cái mặt là về 4 phần và tác thêm về sau nữa, 4 phần nữa là 8 phần. Thang đố đằng sau rất là cẩn thận đấy. Chúng tôi đang chờ thêm 10 nhân lực nữa để bê lên tầng 7 của tòa nhà. Thang máy quá máy á thì thôi không thể đưa lên được thang máy để kè lên thì đúng không? Có thể đưa lên được. Tranh thủ thì tôi xin ghi lại những cái thước phim quý giá này để khách xem, nó quá tuyệt vời luôn, đường nét sắc sảo, tinh tế, đẹp tuyệt vời luôn. Cái này là thương khách của tôi làm hương đỏ Nam Phi, hương đỏ Nam Phi 100%, và chúng tôi đã sơn sẫm màu để cho phù hợp với cái không gian của cái phòng khách lớn đại sảnh ở trong khách sạn này của người ta làm chất liệu bóng chó. Chúng tôi làm dày dặn và to đến này thì hai bên nó còn là phòng chó đây rồi, rất đông vệ lực sĩ đến đây rồi. Rồi, chúng tôi bắt đầu chuyển, cầm nhanh lên tầng 8. Hẹn các bạn, khách ở những clip khác. Không cho thang máy đâu.